Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng 11 năm 2022 rồi. Cái video clip này mình sẽ quay về cái quá trình gia đình mình trong ngày hôm nay trang trí cây Noel thôi. Nhưng mà mình cũng sẽ nói thêm qua về vấn đề Tết Việt Nam. Cái này kiều để bào đây bà con mình bên này về Việt Nam ăn Tết đây đi, rồi thôi, thì mình xin nói qua về tối xuống thì nhìn ra rất là đẹp, ở trong nhà cũng có ghim cái vấn đề trong nhà thì dây phải visa gắn đèn. Ở ngoài thì dây nó tự có đèn thì mình quay từng cái clip nhỏ rồi mình edit lại đó. Trong ngày trong gia đình trang trí cây Noel mở nhạc Giáng sinh lớn quá thì năm nào cũng vậy, thói quen của gia đình là xúm lại một ngày cuối tuần rồi trang trí cây Noel lên rồi mở nhạc Giáng sinh. Còn những ngày mà gần Tết ta thì trang trí cây mai giả lên rồi mở nhạc nhạc xuân Việt Nam. Bây giờ cái đó nó bị bản quyền cho nên mình phải cắt tiếng một số chỗ và mình lồng cái giọng nói của mình vô về cái câu chuyện mà visa thị thực để về Việt Nam, Úc Việt ăn Tết này. Rồi đoạn này nhạc to rồi mà nhạc Giáng sinh thì phải mở cho mấy đứa cháu nghe trong mấy ngày này cho nên mình không có tắt. Mình cũng không có rành cái chuyện mà bản quyền nhạc này nữa. Mấy anh chị em nào làm YouTube hiểu rõ thì chỉ cho mình thôi. Thí dụ mà nhạc nó nhỏ nhỏ sau cái giọng nói của mình thì có bị bản quyền không? Hay là hoàn toàn phải không có nhạc? Hay là nhạc lớn mới bị hay sao đó? Thì bây giờ nhà đang trang trí cây Noel nè, nói chuyện vui lắm nhưng mình phải cắt tiếng hết rồi. Mua về cây mới về dựng lên rồi mới cho mấy đứa cháu nó trang trí mấy cái lùm xùm này lên cho đẹp rồi mình chỉnh sửa lại thôi. Hai đứa cháu nhỏ nó còn thích làm mấy chuyện này chứ hai đứa cháu lớn thì làm biếng rồi trên lầu trong phòng rồi. Thì cây mới chị hai mua về rồi chưng lên, rồi cây cũ năm ngoái cây, lấy ra chưng lại khắp nhà cho đẹp. Chủ yếu là mình coi ở trong nhà mình thôi. Còn một số nhà họ trang trí ở trước mặt tiền để cho bà con nhìn coi thì cũng hay cái thói quen mỗi năm đi coi đèn. Nó chở tụi nó đi buổi tối đó, đi coi đèn ăn kem. Thì cái đó là đi coi người ta, còn trong gia đình mình thì mình làm lỡm vậy để mình nhìn coi cho vui mắt. Thì cũng như Việt Nam thì Tết là phải chưng mai chưng đào vậy đó. Thì ở đây mình như vậy. Cái dòng wreath này, cái dòng hoa Giáng sinh này là phải chưng ở trước cửa đó, cái cửa chính ngoài trước hướng ngoài á. Nhưng mà nhà mình thì cũng thích ngồi cái khu vực này nè, ngay phòng khách, phòng ăn, bàn ăn, nhà bếp đó. Thì thích để đó để nhìn cho đẹp mắt mình thôi. Còn để về trước thì mình đâu có thấy gì người ta coi không. thì cũng còn đang tiếp tục trang trí gì đó, chưa có xong. Rồi dài dài tới tối luôn cả ngày nay là trang trí rồi chơi. Rồi làm chiến cho Red House nữa nè. Là tới Giáng sinh là mấy đứa nhỏ nó thích làm cái này. Năm nào cũng vậy, thói quen. Còn những đêm Giáng sinh, đêm giao thừa, đêm Tết Tây, Tết Ta thì tụ họp trong gia đình ăn uống vậy đó. Rồi có cây Noel, có cây mai, mai giả là tại mùa này là qua mùa xuân rồi không còn mai thiệt nữa. Thì mai giả, cây Noel thì nhìn cho đẹp mắt vậy đó. Vui vui, ăn đồ ăn cũng thấy ngon hơn, tiệc tùng cũng ngon hơn ha. Cái đó là gia đình mình những năm qua ở đây không có về Việt Nam ăn Tết được. Không chỉ riêng 2 năm Covid đâu. Mà trước giờ cũng ít có về được. Tại ai cũng có công việc. Thì năm nay cũng vậy. Rồi thêm mấy đứa cháu nhỏ nữa nè. Học hành tùm lum cũng khó. Năm nay đáng lẽ ra là dễ về nhất rồi đó. Nhưng mà thu xếp cũng không được. Cái thời điểm Tết Tây, Tết Ta gần nhau trong thời gian tụi nó còn school holiday là còn nghỉ hè đó mà cũng không có tranh thủ được. Thôi thì hẹn Tết sau. Thành ra thì mình không có về được cho nên mình mới xin nói về một số vấn đề về thị thực.
Thì thực ai về thì người ta cũng tìm hiểu cũng rõ rồi, nhưng mà mình nói để ai chưa rõ thì biết thêm. Dạ, thì cái video clip vừa rồi mình có nói qua về vấn đề song tịch, là một người có hai cái quốc tịch, có hai cái cuốn hộ chiếu Úc Việt Nam, Mỹ Việt Nam gì đó. Thì chuyện đi ra xuất cảnh, nhập cảnh rồi quay trở lại thì mình cũng đã giải thích rồi. Bây giờ mình xin nói về cái vấn đề mà cái đối với cái người, những người mà không có được cái không có được còn hộ chiếu Việt Nam, chỉ có hộ chiếu Úc, Mỹ, thì về Việt Nam như thế nào? Thì vấn đề ai cũng biết là phải xin visa, là xin thị thực thì mới về được. Nhưng mà mình cũng mình xin liệt kê ra cho những ai chưa rõ thì được rõ hơn về ba cái loại thị thực. Thế trong đó là có hai loại mà kiều bào mình cần nhiều nhất. À, cái chỗ này, cái cây Noel cũ năm ngoái mình trưng lại ở ngoài trước, có nhìn vô, nếu mà mình mở cái cửa sổ lên thì nhìn vô thấy cũng đẹp đẹp mắt. Đó, ở ngoài này để cây nó nhỏ, nhưng mà cái cây ngoài này không gắn đèn, tại cái ổ điện nó nằm sau cái ghế, khó truyền vô lắm. Thì ở ngoài ai ban ngày ai đi ngang nhìn thấy thì thấy. Thì những ngày này mà để cho mọi người cùng vui. Ok, hiện tại nước Việt Nam có ba loại thị thực dành cho công dân nước ngoài, là những người giữ hộ chiếu không phải hộ chiếu Việt Nam muốn đến Việt Nam, thì có ba loại, ba dạng. Thứ nhất là miễn visa, miễn thị thực cho 25 nước. Thì 25 nước đó thì mình có thể nghiên cứu để mình biết 25 quốc gia gì. Đó là được Việt Nam miễn miễn visa, miễn thị thực. Đó, trong nhà nhìn ra mấy cái bông hồng đẹp không? Tối lên đèn còn đẹp nữa kia. Thì trong đó là 12 quốc gia được miễn thị thực đơn phương và 13 quốc gia được miễn thị thực song phương với Việt Nam đó. Thì cái dạng đó thì nếu mà mình đang nói về bà con ở Úc thì cái dạng đó không không được tính rồi, tại Úc hộ chiếu Úc bắt buộc phải có thị thực mới nhập cảnh Việt Nam được. Thì đây mình xin nói sang dạng thứ hai. Dạng thứ hai thì là visa, phải xin visa dành cho nhiều hộ chiếu, nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch, có hộ chiếu Úc. Thì dạng này muốn đến Việt Nam du lịch phải xin e-visa, tức là xin online đó, khoảng 3-4 ngày là có. Và phí thì khoảng 40 đô Úc, cũng rất là đơn giản thôi. Thì cái dạng visa này, thị thực này mình được miễn, mình được 30 ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Vậy sau 30 ngày thì sao? Sau 30 ngày, nếu muốn ở thêm 30 ngày nữa thì bắt buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam. Thì cái loại 30 ngày này bắt buộc mình phải rời khỏi Việt Nam rồi mình mới trở lại 30 ngày khác nữa được. Lúc sáng, lúc trưa trời còn nắng rất là đẹp. Thì vừa trang trí cây Noel xong thì bên ngoài trời mưa, giông bão tơi bời. Mưa rất là buồn, nhìn trời đen u ám ảm đạm. Thì đối với cái visa mà mình xin online này, mình xin được 30 ngày. Và dĩ nhiên là khi mà gần hết hạn mình xuất cảnh khỏi Việt Nam. Thí dụ mình chọn Campuchia đi, để mình xuất cảnh qua đó đi, rồi mình lại nhập cảnh lại ngay được. Tức là trước khi mà hết hạn đó, mình lại lên online mình xin cái
visa nữa, một lần 30 ngày nữa. Rồi lại nhập cảnh vào Việt Nam á, thì được 30 ngày nữa. Còn dạng thứ ba là dạng visa 5 năm, gọi là miễn thị thực. Loại này thì bây giờ bà con kiều bào Úc mình rất là nhiều người xin lại dạng này. Sau 2 năm Covid rất là nhiều người xin lại dạng này. À, tối nay gia đình mình ăn cơm tấm Long Xuyên nha. Có bì nè, có sườn này cũng sẽ cắt sợi sợi ra, chứ không phải là ăn cơm tấm bì sườn chả Sài Gòn mà để nguyên một miếng thịt. Cắt sợi sợi ra, và trứng này là trứng luộc, mà không phải là luộc theo kiểu thường, mà cũng có ướp nước tương và cũng cắt sợi mỏng mỏng ra. Tất cả đều cắt sợi, đó là cơm tấm đặc sản Long Xuyên mà khác ở những nơi khác. Đó, thì mưa sau một trận là trời nắng chói chang lại. Bây giờ là tối rồi, ở ngoài cũng hơi sụp tối. 8 giờ thì ở trong nhà mình tắt đèn hết để nhìn đèn cho đẹp nè. Đó, thì khung cảnh buổi tối nó là như vậy. Đèn lên thì phải rực rỡ, phải đẹp rồi. Đó là mình nói là chỉ một góc nhỏ trong nhà thôi nha. Còn những cái khu vực, những cái gia đình mà họ trang trí xung quanh khắp nhà và trước cửa nhà thì bọn trẻ con nó thích đi coi, nó thích ngắm lắm. Và thì quay lại vấn đề thứ ba là loại miễn thị thực đến 5 năm. Thì cái miễn thị thực 5 năm này không phải ai cũng xin được. Cho nên một số bà con mình không có điều kiện xin lại, cho nên họ phải xin cái e-visa 30 ngày đó. Và cái e-visa đó thì dành cho tất cả công dân của các nước, ai cũng có thể xin được. Như những người bạn Tây của mình vẫn xin được bình thường. Nhưng miễn thị thực này, miễn thị thực 5 năm này, cái dạng này thì chỉ dành cho chúng ta, những người đã từng là có quốc tịch Việt Nam hay là từng sinh sống ở Việt Nam. Thì giấy tờ mình phải có để xin cái visa miễn thị thực 5 năm này là quyển hộ chiếu Việt Nam cũ, hoặc là giấy khai sinh cũ, hoặc là cái giấy tờ mà năm xưa mình đi vượt biển á, có cái mọc của cái nước thứ ba, hoặc là người có liên quan đến người Việt Nam, người có quốc tịch Việt Nam như chồng, vợ, con, cái gì đó của người Việt Nam. Thì những người này đều xin được miễn thị thực 5 năm. Để mà mình trong 5 năm đó mình có thể về Việt Nam bất cứ lúc nào. Và mỗi một lần mình ở được đến 180 ngày, có nghĩa là 6 tháng. Nó nhiều hơn, nó thuận tiện hơn cho một số người muốn về đó làm việc hay có cái công chuyện gì riêng đó. Vậy thì với cái miễn thị thực 5 năm này, sau gần 180 ngày thì sao? Ok. Tức là gần 180 ngày, mình có thể trực tiếp xin lại 180 ngày khác mà không cần rời khỏi Việt Nam. Và xin ở đâu thì mình xin đến cục quản lý xuất nhập cảnh của nơi mình cư ngụ, tỉnh, thành phố gì đó. Vậy mình tìm hiểu đi, xem ở cái nơi mình cư trú thì cái cục quản lý xuất nhập cảnh nằm ở đâu. Gần hết hạn 180 ngày đó, mình đến đó mình xin lại 180 ngày khác đi. Rồi sau 180 ngày nữa, có nghĩa là mình muốn xin nữa thì mình vẫn cứ trực tiếp xin được. Nhưng mà sau nữa là coi như hơn một năm rồi. Thì những người mà có ngụ ý muốn về Việt Nam ở thời hạn quá dài trong vài năm, hoặc những người muốn hồi hương luôn, muốn sống cả đời mình ở bên Việt Nam luôn, thì hãy xin lại quốc tịch Việt Nam bằng cách xin lại quyển hộ chiếu Việt Nam. Xin lại quốc tịch Việt Nam đó thì cũng dễ dàng thôi. Trước tiên mình xin tạm trú, rồi sau đó thì mình xin thường trú nếu mà mình đang còn ở trong nước Việt Nam.
Thì tạm trú thì mình báo cáo thôi, còn thường trú thì mình cần một số giấy tờ cũng dễ dàng thôi. Hoặc là mình có thân nhân, bà con gì đó chứng minh là cho mình ở trong căn nhà của họ chứ chắc mình đó. Vấn đề đó là mình sẽ xin được giấy thường trú, rồi từ thường trú đó mình sẽ xin lại được quốc tịch một cách dễ dàng. Còn nếu mà mình đang ở bên nước ngoài mà không có đang ở trong nước thì mình cũng có những cách xin lại quốc tịch, xin lại quyển hộ chiếu bằng những cái giấy tờ mà mình từng có ở Việt Nam. Cái video clip này thì mình nói ngắn gọn về cái vấn đề thị thực đó để đi Việt Nam bằng cách xin visa thị thực 30 ngày hoặc xin visa miễn thị thực 5 năm, hoặc đối với một số bà con gốc Việt ở những nước được miễn thị thực song phương đơn phương với Việt Nam thì không cần gì hết, chỉ cần cầm hộ chiếu, quyển hộ chiếu của nước đó lên và đi về Việt Nam chơi thôi. Thì cái mỗi cái clip nó không có được thời hạn để mà mình nói nhiều hơn, thì cái clip sau mình cũng sẽ xin nói tiếp về một cái chủ đề về Tết Việt Nam, đi về ăn Tết Việt Nam. Tại vì những ngày này cũng sắp Tết ta mình rồi, bà con mình hăm hở về chơi ăn Tết, mà đặc biệt là những cô chú lớn tuổi cũng còn những cái lăn tăn chưa có rõ nhiều nhiều vấn đề lắm về quá trình xuất nhập cảnh, hay là những cái vấn đề mà mình có tìm hiểu qua thì mình sẽ xin chia sẻ. Xin cảm ơn nhiều những ai theo dõi video clip của mình. Mình xin được ủng hộ hoài cho mình luôn nha. Xin cảm ơn nhiều.